Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yahoo Food. Thank you for your watching Yahoo Food Channel. Xin chào các bạn. Cũng sắp tới Tết rồi các bạn, nên hôm nay mình sẽ làm một món ngâm. Đó là món bắp cải ngâm chua ngọt đấy các bạn. Thành phần nguyên liệu chúng ta rất là đơn giản thôi. Cái đây mình sẽ có, đây là một cái bắp cải này các bạn. Thì bắp cải đây là mình mua khoảng 1 kg. Đây mình sẽ có một củ cà rốt này các bạn. Đây là mình sẽ có hai cây hành baro. Và đây mình sẽ có 20g hành lá này các bạn. Các bạn lưu ý, đối với phần nước ngâm bắp cải thì mình sẽ ngâm theo khẩu vị của mình. Và đặc biệt là các bạn lưu ý, đối với phần nước ngâm phải mặn hơn nước canh mà các bạn nấu hàng ngày đấy các bạn. Ở đây mình sử dụng đây là 3 muỗng canh đường. Đây mình sẽ sử dụng đây là 2 muỗng canh muối các bạn. Thông thường các món ngâm thì mình sẽ ngâm muối hộp sẽ ngon hơn. Cái đây mình sẽ sử dụng là 2 muỗng canh muối hộp các bạn. Các bạn lưu ý, chúng ta có thể sử dụng muối bột hoặc là muối hộp để làm nước ngâm. Nhưng mà dù muối hộp hay muối bột thì chúng ta cũng sử dụng 2 muỗng canh nghe các bạn. Cái đây là bắp cải sau khi mình cắt xong rồi các bạn. Đây là cà rốt, hành baro, ớt và hành lá các bạn. Ngoài ra các bạn có thể cho tỏi và hành tím cũng rất là ngon nha các bạn. Đối phần muối mới nãy các bạn, mình sẽ cho vào để mình rửa luôn. Sau khi mình rửa xong rồi này các bạn, bây giờ mình sẽ đến một cái nơi có ánh nắng các bạn, để cho nó ráo nước, rồi sau đó chúng ta sẽ cho vào keo. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị hỗn hợp nước ngâm bắp cải các bạn. Đầu tiên mình sẽ cho vào đây là 2 lít nước. Tương ứng với 2 lít nước là mình sẽ cho vào đây là 1 canh muối hộp các bạn. Đối phần đường thì mình sẽ cho vào đây là 3 muỗng canh đường. Các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Các bạn lưu ý, hỗn hợp nước muối đường mình phải để thật nguội trước khi chúng ta sẽ cho vào keo để ngâm bắp cải các bạn. Nếu các bạn cho nóng thì bắp cải của chúng ta là nó sẽ bị úng đấy các bạn. Hỗn hợp nước muối đường đã nguội rồi các bạn. Đó. Cái này là bắp cải và đây là hành baro, hành lá và cà rốt các bạn. Ở đây có ớt nữa.
và bắt đầu mình sẽ nhập hai hỗn hợp này với nhau và sau đó chúng ta sẽ cho vào keo các bạn. Vào keo cho nó có cái phần xanh phần trắng nó cũng đẹp hơn các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho hỗn hợp nước muối đường vào các bạn. Rồi mình sẽ dăng một bịch nước lên như thế này các bạn. Để cho cái phần bắp cải cho chúng ta nó sẽ thấm cái phần nước. Các bạn lưu ý đối với hũ bắp cải như thế này, chúng ta nên đến một cái chỗ thoáng. Và nếu có ánh nắng mặt trời rất là tốt các bạn thì nó sẽ nhanh lên men hơn. Sau 2 ngày mình sẽ mở review cho các bạn xem. Bắp cải ngâm chua ngọt đã được 2 ngày rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ mở nắp ra. Mùi rất là thơm luôn các bạn. Hồi bữa mình có cái bịch nước, mình sẽ lấy cái bịch nước ra. Các bạn nhìn này, bắp cải nhìn, các bạn nhìn bắp cải nhìn rất là ngon rồi các bạn. Đó, các bạn nhìn dĩa bắp cải nhìn rất là ngon các bạn. Cái đây mình chỉ còn một miếng bánh chưng. Cái này mình có thể có một ít nem chua các bạn. Bắp cải này mình cũng thử ăn cơm nè. Các bạn có thể ăn cơm cũng rất là ngon. Các bạn có thể ăn những cái món kèm những cái món như đồ mặn các bạn cũng nhìn rất là ngon. Đó. Các bạn nhìn bắp cải rất là thơm luôn các bạn. Đối với bắp cải này các bạn có thể để trong vòng khoảng là 15 ngày đến 1 tháng các bạn. Và trong vòng 10 ngày thì chúng ta lấy, chúng ta sẽ bỏ ngăn mát. Thì chúng ta sẽ ăn rất là lâu. Đó, nhìn rất là ngon luôn các bạn. Nghe mùi muối chua, nghe mùi dưa cải chua, nghe mùi bắp cải chua là Tết sắp đến rồi các bạn. Rồi nhân dịp năm mới, mình chúc các bạn năm mới được vạn sự như ý, tân xuân phát tài và dồi dào sức khỏe. Clip của mình ở đây đã hết rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình, hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào các bạn.